Vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng clip 50 phút lên tiếng nói rõ lý do giải ngân chậm, công khai sao kê 15 tỷ đồng và gửi lời xin lỗi đến bà con miền Trung. Tuy nhiên, ngay sau đó, cộng đồng mạng tiếp tục truyền tay nhau nhiều khoảnh khắc gây chú ý. Cụ thể, trong lời chia sẻ, nam danh hài khẳng định từ ngày 20 tháng 10 đã có khoảng thời gian cách ly xạ trị là 15 ngày. Thế nhưng, mạng xã hội lại truyền tay hình ảnh có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh tại một sự kiện khai trương vào ngày 24 tháng 10 năm 2020. Chính điều này đã khiến cho cộng đồng mạng hoang mang và thắc mắc về sự chân thật trong lời chia sẻ của nghệ sĩ Hoài Linh. Theo đó, đoạn clip nghệ sĩ Hoài Linh đã nhảy và quẩy cực sung trong một sự kiện đám cưới. Thời điểm này được cho là diễn ra sau khoảng một tháng kể từ khi nam danh hài xạ trị. Bằng chứng là trên kênh YouTube của nghệ sĩ Trịnh Tú Trung. Clip nghệ sĩ Hoài Linh đã xuất hiện vô cùng tươi tắn và nhảy chung với các nghệ sĩ khác được đăng tải vào ngày 24 tháng 11. Trên một kênh YouTube khác, đoạn clip đã ghi lại khoảnh khắc này rõ hơn của nghệ sĩ Hoài Linh cũng được cho lên sóng vào ngày 9 tháng 12, thời điểm được cho là diễn ra sau đám cưới không lâu. Hiện tại, đoạn clip này vẫn thu hút nhiều sự quan tâm và bình luận từ cộng đồng mạng. Dù vậy, trước khi sự việc được đưa ra phán xét đúng sai, chúng ta hãy cùng chờ đợi những thông tin được xác thực từ phía người trong cuộc nhé.